Chào các bạn. Tinh Hoa Xanh trân trọng giới thiệu thiết bị xông hơi thảo dược. Thiết bị này gồm có hai phần. Một là một chiếc nồi để đun hơi nước nóng và truyền hơi nước nóng vào một căn lều kín. Đấy, chúng ta ngồi trong lều này và đóng kín lại và hơi nước sẽ tập trung ở bên trong. Lều này rất là nhỏ gọn. Bình thường chúng ta có thể gập lại và để trong một chiếc túi nhỏ khoảng đường kính khoảng 40 cm như thế này. Chiếc nồi này thì có hai chế độ để điều khiển. Thứ nhất là thời gian ở bên tay trái và thứ hai là cái công suất đun nóng. Thì chúng ta có thể điều khiển trên ngay trên nồi. Tăng giảm hoặc là chúng ta có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa. Đây. Đấy. Nguyên lý rất đơn giản, dựa trên cái phương pháp xông hơi thảo dược dân gian thì chúng ta có thể cho các cái loại lá có tinh dầu cho vào đây để xông hơi, hoặc là chúng ta có thể dùng tinh dầu lá sông. Này, tinh dầu lá sông của Tinh Hoa Xanh thì gồm các cái loại lá thảo dược được chưng cất lên và sử dụng rất là thuận tiện, nhanh chóng. Chúng ta có thể nhỏ vài giọt vào bên trong nồi cùng với nước và sau đó đun lên. Quý vị lưu ý là chúng ta nên sử dụng các loại nước đã được tách bỏ, hạn chế bớt các cái phần như là canxi hoặc là các loại kim loại để tránh việc là nó bị đóng két ở đáy nồi. Như thế nó sẽ tốt hơn. Đấy, khói đang bốc lên thì tùy theo điều kiện mà chúng ta có thể cho tăng hoặc giảm. Thế và thời gian thì chúng ta ngồi trung bình khoảng 20 phút. Đấy, làm sao để đến lúc chúng ta đổ một lượng mồ hôi ra, cảm thấy người nhẹ nhõm khoan khoái thì là chúng ta có thể kết thúc quá trình xông. Thì lưu ý trong quá trình xông là chúng ta sẽ xông trong phòng kín và sau đó thì dùng khăn ấm để lau người, hoặc là chúng ta dùng nước ấm hoặc nước nóng để tắm qua và mặc đồ ấm ở trong nhà kín gió, bởi vì sau khi xông xong và tắm xong thì lỗ chân lông của chúng ta nở ra rất là to và thêm nữa là chúng ta sẽ bị mất một lượng muối và một số đào thải ra rất là nhiều các cái chất độc qua da. Thế nên cho nên là chúng ta nên là uống một ít nước chanh muối mật ong, hoặc là nếu không có điều kiện thì chúng ta mua nước orezon ở ngoài nhà thuốc và chúng ta uống để bù điện giải cho tốt. Thì trong quá trình xông thì chúng ta có thể thư giãn bằng cách là đọc báo, đọc các cái loại sách vở, xem tivi, lướt web, Facebook, hoặc thậm chí là chúng ta có thể vẫn làm việc bình thường. Thế phương pháp mà xông hơi thì đã được tiến hành từ rất lâu rồi trong dân gian. Hiện nay thì có thêm công nghệ mới, thì có thêm cái hệ thống thiết bị này, thì nó không chỉ là dùng cho việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID mà chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng xông hơi để thư giãn hoặc là đào thải các loại chất độc qua da. Tinh Hoa Xanh trân trọng giới thiệu để quý vị có thêm một cái sự lựa chọn trong mùa dịch này, khi mà chúng ta phải gần quen với cái điều kiện tình hình mới và tình hình dịch bệnh thì cũng không biết thế nào. Cho nên là có thêm được công cụ nào hỗ trợ cho việc phòng và chữa bệnh thì càng tốt. Chúc quý vị và gia đình mọi sự an lành, mạnh khỏe.
và may mắn. Cần tư vấn thêm về các loại tinh dầu, trang thiết bị, các loại thảo dược phục vụ cho nhu cầu về sức khỏe thì mời quý vị cứ liên hệ. Xin chào.